Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với Bắp Con Channel. Thì trong video hôm nay mình sẽ ăn mấy cái món mới tiếp nha mọi người. Thực ra chỉ có một món mới thôi mấy bạn ơi. Giờ đây mình chơi bản cầu này mọi người, thì tôi thấy nó cũng hot nha mọi người, nên tôi muốn mua, tôi ăn thử, tôi thiệt sự tôi muốn ăn thử. Bây giờ tôi sẽ bóc ra ở bên trong nó có gì và tôi sẽ nấu lên tôi ăn nha mọi người. Thì trước tiên là tôi thấy cái hộp này nó hơi ọc ẹp một xíu nha mọi người. Kiểu nó hơi bị ọc ẹp một xíu á. Và ở đây trong này sẽ có một gói mì và một cái nể và ba gói gia vị nha mọi người. Thì tôi nghĩ đây là gói muối này, gói súp này. Cái này là cái gì ta? Hay tôi nghĩ là mảng cầu sấy khô ha. Rồi gói dầu nha mọi người. Bây giờ tôi sẽ bỏ hết vô trong. Rồi tôi nấu lên rồi tôi sẽ ăn thử nhé. Rồi tôi bóc gói này ra thì mấy bạn, tôi ngửi như mùi gỗ mấy bạn. Tôi sẽ cho mấy bạn xem nha. Nó cũng không giống mảng cầu lắm mọi người. Thôi để tôi nấu xong rồi tôi sẽ ăn thử nha mọi người. Thì tôi đã nấu mì xong rồi đó mấy bà. Thì giờ chỉ đợi chỉnh và ăn thôi nha mọi người. Và tôi có một số kiểu muốn điều muốn nói cho mọi người nha. Thì tôi mua hộp mì này cũng khá là mắc các mọi người. Kiểu một hộp mì nó chỉ ở trong mình thấy nó chỉ có mấy cái vụn vụn hiệu. Nãy mình cho các bạn xem ba cái gói gia vị á. Và hết 25.000 một hộp nha mọi người. Và mì này là mì chay nha mọi người. Nên các bạn có thể ăn chay nhé. Thì bây giờ nó cũng chín rồi, cũng đủ thời gian chín rồi, bây giờ mình sẽ bóc ra mình ăn thử nha. Thì mình thường mình sẽ ăn xong mình sẽ review cho mọi người. Thì bây giờ các bạn có thể mình đoạn là mình sẽ tô nha mọi người. Thì mình hơi bị lỡ miệng á nên cách mình nói chuyện nó hơi bị khác so với thường ngày, mọi người thông cảm cho mình nha. Thì mình nói thật với mọi người luôn, thì mình không biết mũi mình có bị gì không nữa mọi người, nhưng mà mình ngửi cái mì này nó không có mùi của mảng cầu luôn mọi người. Nó không có mùi luôn á, mùi nó hơi nhạt nhạt nha, mình sẽ mong cái vị nó sẽ không nhạt nhạt như vậy nha. Thì từ cái đoạn này thì mình sẽ tô nha mọi người. Thì thật ra là mình chưa ăn hết đâu mọi người, các bạn có thể thấy nè. Nó còn khá nhiều á mọi người. Thì mình có một số đánh giá như sau nha. Các bạn có thể thấy cái gói gia vị mà đầu mà mình có cho các bạn xem và mình ngửi thử á, nó có mùi gỗ nha mọi người. Thì thực ra đó là kiểu mảng cầu á mọi người. Ở lúc mà kiểu nó sấy khô lên xong mình đổ vô đây mình ăn á, nó nhão nhẹt mọi người, và không có một vị mảng cầu nào luôn á. Ăn nó kiểu sao nó nhẹ nhẽo, nên các bạn thấy trong video mình ăn mặt mình có hơi nhăn mọi người, nên mọi người thông cảm cho mình nha. Mình ăn thấy nó sao á. Còn cái vị nước mì nha, nó như mì, các bạn ăn mì Milliket không? Nó vị nó tự vậy á, nó nhạt nhạt, nó chỉ có mỗi vị mặn thôi mọi người, không có mùi mảng cầu luôn, mà không có vị chua chua ngọt ngọt luôn mọi người. Nên nó làm mình thất vọng lắm luôn á người. Mình mua hộp mì này 25.000 nhưng mà mình ăn xong mình kiểu không đáng tiền mọi người ơi. Kiểu nó không đáng kỳ vọng luôn á, kiểu sao cái kỳ vọng của mình nó không đạt được luôn á. Nó không có một cái vị gì đặc biệt luôn á. Mình bỏ ra 25.000 mình mua tô mì này mình thất vọng mọi người. Nói chung là mình, các bạn theo chen nha, nhưng mà mình, các bạn có thể theo chen các bạn ăn thử, nhưng mà mì này nó chán thực sự mọi người, nó không có gì để ăn luôn á. Trời ơi, mình thất vọng lắm mọi người. Nên là mọi người kiểu thôi, cái này tùy mọi người thôi, các bạn có thể mua các bạn ăn thử nha, và mình sẽ không chấm điểm hay đánh giá gì món mì này nữa nha mọi người. Thì video của mình đến đây kết thúc rồi. Các bạn thích á thì các bạn nhớ like, share, subscribe cho kênh của mình nha. Hoặc là các bạn có góp ý hay là muốn mình ăn cái gì đó là lạ, hay là kiểu nói chung là muốn mình làm về thứ gì đó, thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới, hoặc là liên hệ cho mình qua email nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.